Israel không kích Rát Gaza, Ai Cập đứng ngồi không yên. Hamas không đàm phán về con tin cho đến khi giao tranh kết thúc. Israel nhận vũ khí quan trọng từ Mỹ, không kích khiến Bộ trưởng Kinh tế Hamas thiệt mạng. Các nhóm vũ trang thân Iran đe dọa tấn công nếu Mỹ can thiệp vào Israel. Liên Hợp Quốc điều tra tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đứng giữa sức nóng của cuộc giao tranh Israel-Hamas, Ai Cập đang phải tiến hành ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt từ dải Gaza và bán đảo Sinai. Đồng thời, Ai Cập coi bất kỳ động thái nào nhằm thúc đẩy người Palestine di cư về phía Nam là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nước này. Hai nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết, các cuộc trả đũa của Israel vào Gaza đã gây ra báo động ở nước này. Ai Cập kêu gọi Israel cung cấp lối đi an toàn cho dân thường khỏi vùng đất của người Palestine, thay vì khuyến khích họ chạy trốn về phía Tây Nam hướng tới bán đảo Sinai. Các nguồn tin cho biết Ai Cập sẽ không cho phép bất kỳ cuộc di cư ồ ạt nào của người Palestine vào bán đảo Sinai. Đồng thời, Ai Cập coi bất kỳ động thái nào nhằm thúc đẩy người Palestine di cư về phía Nam là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nước này. Theo hãng tin Reuters, cửa khẩu Rafah là điểm vượt biên duy nhất có thể vào Sinai của 2,3 triệu người ở dải Gaza. Hiện tại, việc di chuyển của người và hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ dưới sự phong tỏa Gaza do Ai Cập và Israel thực thi. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Palestine Iyad Al-Bozom ngày 10 tháng 10 cho biết, cửa khẩu Rafah, cửa khẩu biên giới duy nhất giữa Gaza và Ai Cập đã bị tấn công. Ông Al-Bozom nói rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công cửa ngõ. Trong khi đó, theo cơ quan nội vụ giải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas điều hành, các vụ đánh bom trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 đã đánh trúng một cổng vào phía bên Palestine của cửa khẩu Rafah, khiến mọi hoạt động đình trệ. Theo nguồn tin Ai Cập, cửa khẩu này cũng bị đóng cửa từ phía Ai Cập và những người Palestine dự định tới Gaza đã lùi về thành phố Al-Aris ở phía Bắc Sinai. Thống đốc vùng Bắc Sinai, ông Mohamed Sousa, đã gặp giới chức địa phương vào ngày 9 tháng 10, lên kế hoạch ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào do các sự kiện ở Gaza gây ra. An ninh ở khu vực xung quanh Rafah cũng là mối lo ngại của Ai Cập, vì bán đảo Sinai là nơi diễn ra cuộc nổi dậy của người Hồi giáo cách đây một thập kỷ. Trong ngày 10 tháng 10, Hamas đã bắn hàng trăm quả tên lửa về phía thành phố Ashkelon phía nam Israel, trong khi Israel tăng cường lực lượng dọc biên giới với Gaza. Israel tiếp tục tấn công vùng đất ven biển bằng các cuộc không kích, tấn công hơn 200 mục tiêu ở dải Gaza trong đêm. Liên Hợp Quốc cho biết vụ ném bom đã buộc hơn 187.500 người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Các tổ chức viện trợ đã kêu gọi tạo ra các hành lang nhân đạo để đưa viện trợ vào Gaza, đồng thời cảnh báo các bệnh viện tràn ngập người bị thương đang cạn kiệt nguồn cung cấp. Israel đã ngừng vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men vào Gaza, và con đường tiếp cận duy nhất còn lại từ Ai Cập đã đóng cửa vào ngày 10 tháng 10, sau khi các cuộc không kích xảy ra gần cửa khẩu biên giới. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở khu dân cư đông đúc Rimman của Gaza, nơi đặt các cơ quan của Hamas, trường học, tổ chức truyền thông, văn phòng các tổ chức viện trợ. Đây được xem là một chiến thuật mới của Israel, cảnh báo dân thường rời khỏi một số khu vực nhất định, sau đó tấn công những khu vực đó với cường độ chưa từng có. Mới đây, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, Ismail Haniyeh cho biết, lực lượng này không có kế hoạch đàm phán về số phận các con tin Israel một khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Kênh truyền hình Al-Haddad dẫn lời Ismail Haniyeh nói, "Chúng tôi đã thông báo cho tất cả các bên rằng, vấn đề bắt giữ người Israel sẽ không được giải quyết cho đến khi giao tranh kết thúc." Ông cho biết thêm rằng sẽ chỉ có thể giải quyết vấn đề người Israel bị giam giữ theo các điều kiện của Hamas. Hôm 7 tháng 10, các thành viên Hamas đã pháo kích tấn công vào Israel từ Gaza. Theo dữ liệu mới nhất, các cuộc đụng độ và đình công đã giết chết gần 800 người Palestine và khiến hơn 4.000 người bị thương. Khoảng 800 người Israel đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Trong tuyên bố vào tối 8 tháng 10, các tay súng Palestine thuộc phong trào Hamas cho biết họ đang giữ hơn 100 con tin người Israel tại dải Gaza sau các cuộc đột kích vào miền nam Israel. Trong số các con tin có cả những binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Israel. Mới đây, quan chức quân đội Israel tuyên bố tìm thấy 1.500 thi thể của các tay súng Palestine tại các khu định cư quanh Gaza. Theo đó, người phát ngôn quân đội Israel Richard Hirsch cho hay lực lượng an ninh Israel đã khôi phục quyền kiểm soát biên giới với Gaza. Israel tuyên bố phát động chiến tranh tổng lực và sẽ trừng phạt Hamas ở mức độ chưa từng thấy. Lực lượng phòng vệ Israel đã huy động 300.000 quân dự bị và đề cập khả năng mở chiến dịch trên bộ nhằm vào dải Gaza. Hamas cũng tuyên bố mới điều động 2.000 thành viên tham gia đợt tấn công Israel. Nhóm này khẳng định đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả xung đột kéo dài.
Ngày 10 tháng 10 vừa qua, phía quân đội Israel cho biết hai thành viên cấp cao của nhóm phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích xuyên đêm nhằm vào dải Gaza. Trong một loạt thông tin cập nhật hôm 10 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel, quân đội, cho biết một trong những máy bay của họ oanh kích dải Gaza khiến Yoav Abu Smala, Bộ trưởng Kinh tế của Hamas, thiệt mạng. Theo quân đội Israel, ông Smala là người quản lý việc tài trợ cho hoạt động của Hamas cả trong và ngoài dải Gaza, đồng thời lãnh đạo nhiều hoạt động nhằm vào dân thường Israel. Ngoài ra, các cuộc tấn công xuyên đêm còn khiến Zakaria Abu Ma'ama, một thành viên cấp cao của Bộ Chính trị Hamas và là người đứng đầu văn phòng quan hệ nội bộ của tổ chức này. Theo quân đội Israel, ông Ma'ama là người giữ một vai trò nhất định trong việc ra quyết định và lên kế hoạch cho một số hoạt động tấn công chống lại Israel của Hamas. Tờ The Hill của Mỹ cho biết, cái chết của các thành viên cấp cao của Hamas xảy ra khi Israel tiếp tục tăng cường phản công chống lại Hamas sau khi lực lượng này phát động một cuộc tấn công bất ngờ trên nhiều hướng chống lại Israel vào cuối tuần qua. Ngay sau đó, chính phủ Israel đã tuyên chiến với Hamas, đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, liên tục tấn công dải Gaza bằng các cuộc không kích. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel cho biết chiếc máy bay vận tải đầu tiên chở đạn tiên tiến của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel vào tối 10 tháng 10. Theo quân đội Israel, loại đạn tiên tiến này nhằm cho phép thực hiện các cuộc tấn công quan trọng và chuẩn bị cho các tình huống tiếp theo. Nhóm tàu tác chiến sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, USS Gerald R. Ford, cũng đã tới phía đông Địa Trung Hải. Trong một tuyên bố đưa ra, tướng Michael Kurilla, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết sự xuất hiện của các lực lượng có năng lực cao này tới khu vực là tín hiệu răn đe mạnh mẽ nếu bất kỳ thế lực thù địch nào với Israel cân nhắc việc lợi dụng tình hình này. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford mang theo 8 phi đội máy bay tấn công hỗ trợ, được hộ tống bởi tàu tuần dương USS Normandy, cũng như các tàu khu trục USS Thomas Hunter, USS Ramesh, USS Kearney và USS Roosevelt. Cuộc xung đột Israel-Hamas tới nay đã khiến ít nhất 1.800 người thuộc cả hai bên thiệt mạng và dự kiến còn tăng lên sau các cuộc không kích liên tục của Israel. Trong đó, theo hãng tin AP, hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Israel, trong khi 830 người thiệt mạng ở Gaza và khu bờ Tây. Cuộc xung đột cũng khiến hơn 187.000 người Palestine đã rời bỏ nhà cửa, trong khi Israel phải sơ tán người dân ở hàng chục thị trấn gần dải Gaza. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, các nhóm vũ trang thân Iran đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ nếu nước này can thiệp hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza. Theo Reuters, các nhóm vũ trang hùng mạnh ở Iraq có liên kết với Iran đã đưa ra lời đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza, vốn đã có dấu hiệu mở rộng sang các mặt trận xa hơn. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ủng hộ mạnh mẽ phản ứng của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas, đồng thời Mỹ cam kết cung cấp thêm đạn dược cho Israel và triển khai một nhóm tàu quân sự tới Đông Địa Trung Hải. Tại Iraq, Kataib Hezbollah, một phe vũ trang hùng mạnh có quan hệ chặt chẽ với Iran, cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ bằng tên lửa, máy bay không người lái và lực lượng đặc biệt nếu Washington can thiệp vào cuộc xung đột. Các quan chức Mỹ đã cáo buộc nhóm này tấn công trước đây vào lợi ích của Mỹ ở Iraq. Mỹ hiện có 2.500 quân ở Iraq và thêm 900 quân ở nước láng giềng Syria. Với sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, lực lượng đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai nước vào năm 2014. Chính trị gia Iraq Hadi al-Amiri, lãnh đạo nhóm chính trị và quân sự tổ chức Ba thân cận với Iran, cũng đưa ra những lời đe dọa tương tự vào ngày 10 tháng 10. Al-Amiri nói, nếu họ can thiệp, chúng tôi sẽ can thiệp, chúng tôi sẽ coi tất cả các mục tiêu của Mỹ là hợp pháp. Ba bao gồm một phần lớn lực lượng huy động nhân dân của Iraq, tổ chức bán quân sự nhà nước có nhiều phe phái được Iran hậu thuẫn. Lực lượng này đã lên tiếng ủng hộ rõ ràng đối với các nhóm vũ trang người Palestine chống lại Israel và cho biết các hoạt động của những lực lượng này là kết quả tự nhiên của cái mà họ gọi là chính sách áp bức của Israel. Trong những năm qua, các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq thường xuyên tấn công lực lượng Mỹ đóng tại nước này và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. Dù các cuộc tấn công như vậy đã giảm bớt theo lệnh ngừng bắn được áp dụng từ năm ngoái, khi mà Iraq đang tận hưởng thời kỳ tương đối yên bình. Hamas, lực lượng kiểm soát dải Gaza hôm 7 tháng 10, bất ngờ tập kích đồng loạt bằng hàng nghìn quả tên lửa, đường bộ, dù lượn trên không, đường biển và nhiều thị trấn, khu định cư Israel. Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh tấn công đáp trả các mục tiêu ở dải Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và gần 7.000 người bị thương tính đến ngày 10 tháng 10. Xung đột giữa Israel và Hamas trong thời gian gần đây đã tạo ra làn sóng phản đối kịch liệt trước những thiệt hại nặng nề hai quốc gia này để lại.
Theo đó, mới đây nhất, các báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã có bằng chứng rõ ràng về tội ác chiến tranh của cả Israel và Hamas trong cuộc xung đột hiện tại. Theo RT, Liên Hợp Quốc đã cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh đến từ cả Israel và Hamas trong cuộc xung đột đang diễn ra ở dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng cơ quan này có bằng chứng rõ ràng về những vi phạm nghiêm trọng của hai bên và kêu gọi tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc được giao nhiệm vụ điều tra các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết, đã thu thập và lưu giữ bằng chứng về tội ác chiến tranh của tất cả các bên kể từ ngày 7 tháng 10. Ủy ban được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2021. Ủy ban này lên án cuộc tấn công của Hamas và Israel diễn ra vào ngày 7 tháng 10 và xem hành động sát hại dân thường không có vũ khí và bắt giữ con tin không thể được dung thứ và coi đó là tội ác chiến tranh. Báo cáo của Ủy ban điều tra cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước hành động quân sự đáp trả của Israel và Gaza và cuộc bao vây hoàn toàn là một hình thức trừng phạt tập thể. Ủy ban tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của tất cả những cá nhân chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời điều tra bất kỳ ai có liên quan đến tội ác chiến tranh của cả hai bên, kể cả ở các vị trí chỉ huy và thông tin liên quan sẽ được chia sẻ với các cơ quan tư pháp, bao gồm cả Tòa án Hình sự Quốc tế. Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực hơn nữa và kêu gọi trả tự do vô điều kiện và an toàn cho tất cả những cá nhân đang bị các nhóm vũ trang Palestine bắt làm con tin. Ủy ban cũng nhấn mạnh rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ mâu thuẫn của cả hai bên, bao gồm cả việc chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của người Palestine và công nhận quyền tự quyết của người Palestine. Sáng sớm 7 tháng 10, phong trào Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel với việc bắn hàng nghìn quả rocket và đột kích vào các khu định cư của Israel giáp biên giới Gaza. Theo chính quyền Israel, cuộc tấn công và giao tranh sau đó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 900 người Israel, trong đó có 123 thành viên của lực lượng phòng vệ Israel. Israel đáp trả cuộc tấn công bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn vào Gaza. Ít nhất 510 người Palestine đã thiệt mạng và 2.751 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel, tính đến ngày 9 tháng 10. Cuối cùng là thông tin liên quan đến Nga và Ukraine. Được biết mới đây, xe bọc thép của quân đội Nga đang tiến tới bao vây thành phố Avdiivka từ phía Tây, đồng thời bẻ gãy các cuộc tấn công của Ukraine ở các hướng khác. Theo bài viết trên Top War, cho đến thời điểm này có thể khẳng định rằng quân đội Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công mùa xuân. Và khi mùa thu đã đến, quyền chủ động trên chiến trường đã hoàn toàn thuộc về quân Nga, mà minh chứng rõ ràng nhất là trên mặt trận ở thành phố Avdiivka. Trên hướng này, quân Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và tiến đến vùng ngoại ô phía đông, làng Berdychi. Hiện nay, quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ vào thành phố và các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong vùng lân cận bằng hàng chục khẩu pháo, đại bác và MLRS cỡ nòng lớn. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở các khu vực chiến sự khác, tất cả các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đều bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi. Trong những ngày qua, mật độ và cường độ bắn pháo của lực lượng vũ trang Ukraine về hướng Nam Donetsk đã giảm đi đáng kể và hầu như không có trận đấu phản pháo nào, do lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển phần lớn các tiểu đoàn pháo binh sang hướng Arachim-Omsk, hay còn gọi là Bakhmut ở Bắc Donetsk và Zaporizhia. Theo hướng Kherson, các cuộc đấu pháo và trận chiến tiếp tục diễn ra trên các hòn đảo trong vùng ngập lũ Donetsk. Trước đây có thông tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine có ý định vượt sông trên quy mô lớn trong khu vực này và chiếm giữ Nova Kakhovka, nhưng đó là một thông tin không chính xác. Nhưng Bộ Tổng Tham mưu Ukraine vẫn đang thể hiện trong các báo cáo về các hành động tiếp tục tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Melitopol, Zaporizhia và Bakhmut Donetsk. Theo hướng Zaporizhia, Ukraine đang tập trung hỏa lực mạnh vào các vị trí của quân Nga bằng hỏa lực pháo binh. Bên cạnh đó, cả hai bên đều tích cực sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và tấn công. Quân Ukraine tập trung tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga ở phía tây bắc làng Vyabovoye, mặc dù không có hướng tấn công rõ nét nào. Trong khi đó, các nhóm tấn công của Nga đã phản công thành công trên phòng tuyến Rabotino-Vyabovoye và đánh bật quân địch khỏi một số điểm đóng quân. Quân đội Nga đã tăng cường sử dụng loại đạn dẫn đường chính xác Krasnopol. Điều này giúp cho hoạt động của pháo binh Nga trở nên hiệu quả nhất có thể. Tính đến thời điểm bắt đầu tan băng vào mùa thu, lực lượng vũ trang Ukraine trên thực tế đã ngừng sử dụng xe bọc thép hạng nặng. Mọi hoạt động kể cả tác chiến lẫn di chuyển quân hầu như đều được thực hiện bằng xe bán tải. Rõ ràng trong điều kiện như vậy, lực lượng Ukraine không thể sử dụng xe M1 Abrams nặng hơn 60 tấn của Mỹ trong tương lai gần. Hơn nữa, đối với Kiev, những chiếc xe tăng này hầu như sẽ chỉ được sử dụng làm các điểm tấn công hỏa lực hơn là những đơn vị đột kích hiệu quả. Theo giới chuyên gia, dường như Ukraine đã kiệt quệ về mặt hỏa lực,
và hiện quân đội Ukraine chỉ có đủ lực mở một vài mũi tấn công điểm, chứ không còn khả năng tấn công ồ ạt, rộng khắp như những tháng trước. Với điều kiện mùa đông đang đến gần và những con đường trở nên lầy lội, không phù hợp cho hoạt động tác chiến trên bộ của các phương tiện thiết giáp hạng nặng, có thể quân đội Ukraine sẽ phải chuyển từ thế công sang thế thủ để chờ đợi đến mùa hè năm tới. Đây cũng là thời điểm lực lượng không quân nước này sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây, với hy vọng sẽ chiếm được quyền kiểm soát không phận, hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho lực lượng bộ binh cơ giới nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến Nga và Ukraine vừa rồi đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp quý vị và các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.